Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Siêu Ô Tô. Một chiếc xe dành cho gia đình, một chiếc xe 5 chỗ ngồi, khỏe, bền lành. Và đặc biệt con này thì chỉ sử dụng động cơ 1.1 thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này chỉ rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây thôi. Đấy là khi các bác đạp chân ga hết cỡ đấy ạ. Vâng, xe đẹp giá rẻ chỉ có ở Vũ Di Ô Tô. Chiếc xe này thì em đang bán với giá hơn 100 triệu đồng các bác nhá. Hơn 100 triệu đồng. Nhưng mà chiếc xe này đã được chủ độ lên cực kỳ nhiều rồi. Đặc biệt là bộ đèn LED. Các bác nhìn này, đèn LED 3 bi cầu. Đấy, dòng này cực kỳ sáng nha các bác nhá. Vâng, đèn công suất mới. Và chiếc xe mang màu vàng, nội thất màu đen, đã được bọc áo ghế, rất là đẹp luôn. Con này thì sử dụng động cơ 1.1, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì rơi vào khoảng 5 lít. Còn máy số rất là ngon, vô lăng đẹp, sạch sẽ như thế này thì không mua thì để làm gì. Mà lại xe lại có đè nổ start top nhá. Em đang đè nổ chiếc xe này và bây giờ thì em sẽ tắt nó đi. Đấy, đương nhiên tắt thì ta phải đạp phanh thôi. Đấy, tắt như thế này thì máy rất là êm. Con này được cái là chất thì khỏi phải bàn luôn, nội thất thì khá là tươi. Đây, các bác nhìn ngay nội thất đây này. Đấy, ghế nỉ còn nguyên nhá. Nỉ này, còn nguyên luôn này. Đấy. Hàng đẹp như thế này em hỏi thật các bác không mua thì để làm gì. Đấy, ghế nỉ còn nguyên, tất cả nội thất của xe thì còn cao cấp. Và sàn này, sàn da vẫn còn rất là đẹp, đặc biệt là trần của chiếc xe này, trần da sạch sẽ nhá, không có đối thủ về đối chất với trần. Đấy, vô lăng xịn sò ba chấu. Và đặc biệt con này thì cái tắp lô sạch sẽ này, các bác nhìn đây. Đấy, một chiếc xe gia đình, đi thì quá ok luôn, keo chỉ bao zin, không có đâm đụng gì cả. Đây các bác nhìn đây. Đấy, keo chỉ bao zin nữa các bác luôn này. Đấy, và sơn si của xe thì đồng sơn rất là đẹp. Đấy, và con này thì sản xuất tại Hyundai Motor Company nha các bác nhá. Đấy, Hàn Quốc luôn. Một chiếc xe Hàn Quốc. Vâng, rất là đẹp. Và dòng này thì nó đi rất là bền lành, ăn xăng chỉ rơi vào tầm khoảng 5 lít thôi. Vâng, với cái mức tiêu thụ như thế thì thực sự là các bác đi xe máy thì khoảng 2 lít bằng hai con xe máy thôi. Nhưng mà các bác đã có một chiếc xe chở đến 5 người. Đấy, khỏe, lành. Đấy, rất bền. Và đây này, nội thất nỉ của nó còn nguyên này. Đấy, em không cần muốn nói nhiều nhá, nhưng mà thực sự là phải nói là con này quá đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, nội thất này đẹp như thế này không mua thì để làm gì. Nhiều bác tinh mắt, các bác chỉ cần nhìn như thế này là các bác đã hiểu là chất xe rồi, chẳng cần phải đi đâu xa. Đấy, các bác nhìn này, nỉ của nó còn nguyên, đồ giấy dán tem nhãn của nó còn nguyên như thế này mà. Đấy, với cái tầm tiền loanh quanh trên dưới 100 thì nói thực sự với các bác là rất nhiều mẫu xe, kể cả là ví dụ như là Moling i10. Thế nhưng mà Moling i10 mà để được cái chất như thế này thì thực sự phải nói là không có luôn. Đấy, lốp Optina. Và cái lốp này thì vẫn còn khá là mới, lốp 2019 đấy các bác nhá. Rãnh lốp này các bác nhìn này, dày khự luôn này. Đấy, rãnh lốp dày khự, lốp căng và không có lỗi lầm. Sơn si đẹp. Đấy, và cua lốp thì không có bục này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cua lốp đây. Đấy, không hề bục nữa. Đấy, cua lốp đẹp luôn này. Sơn si tôn sần căng. Đấy, và xe thì đảm bảo cam kết cho các bác là không có đâm va này, không có tai nạn này, ngập nước này. Đấy. Còn phần cản sau thì xe thì khá là sạch, sơn si đồng đều. Nếu mà bác nào cần thì các bác có thể lắp thêm một cái cảm biến lùi cho nó yên tâm khi mà các bác đi lùi. Còn đây là camera lùi cho xe nhá. Và con này thì chủ ở Hải Phòng người ta đăng ký đi cũng đã được lâu. Và bây giờ thì bác ấy không đi nữa và bác ấy lên đời cho một chiếc Fadin. Thế là bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô thôi. Đấy. Bên này thì đèn nó mới hơn. Đấy, có mới hơn bên tài, bên phụ ạ. Đấy, thế còn cửa nẻo thì nó rất mở, rất nhẹ nhàng. Sơn si tôn vỏ căng. Và nói chung là tầm tiền này thì thực sự đây là một mẫu xe mà các bác nên lưu tâm. Vâng, một mẫu xe mà ở ngoài đường chạy khá là nhiều luôn. Vì cái dòng này nó rất là bền, đi nó lành, nó không có lỗi lầm. Đấy. Và các bác nhìn các hộc đồ, kể cả như là đồ kích lốp tháo mở của xe này. Đấy, còn nguyên. Đấy, sơn si sạch sẽ. Và cái dòng này thì nói chung là khá là ổn. Đấy, lốp sơ cua đây. Và sườn sàn của xe thì nó hơi cũ mà theo thời gian một chút. Nhưng mà các bác nhìn cái phần dưới này là các bác biết là chất xe thì người ta không đi nhiều, thế nên là chất là ok luôn. Đấy, giá tiền thì mềm, xe thì đẹp, tội gì không mua. Đấy. Vâng, còn cái khoảng nội thất bên trong xe thì đây. Đấy, rộng rãi, thoáng đãng. Cái hàng ghế thứ hai cũng không bị gò bó bí chân. Còn keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ cánh sau này. Đấy, có hơn 100 bọ rồi các bác ạ. Rẻ như cho luôn. Con này thì bên em thì không có làm ngân hàng trả góp đâu các bác nhá. Đấy, nhiều bác thì cứ hỏi bảo trả góp, nhưng mà những cái đời như thế này thì bọn em sẽ không làm trả góp đâu ạ.
đấy, lốp mắt xích này, lốp dày. Nói chung là lốp của xe này thì các bác về là không phải thay thế đâu, nhưng mà vừa nãy là do bên nhà em hết nước rửa, nước hôm nay là bị mất nước, thế dẫn đến là khi mình phun rửa đang dở hờ thì là chiếc xe là không được phun rửa nữa, đâm ra là nó có những cái lốp nước là nó hơi bẩn một chút, thì các bác thông cảm nhé. Còn đâu là cái này thì đánh bóng sạch sẽ lên là ok luôn. Xe vừa về cửa hàng, đâm ra là em quay review luôn. Đấy, nói chung là những bác nào mà thích cái dòng Hyundai Getz thì đây cũng là một lựa chọn cực kỳ tốt cho các bác luôn. Sơn si đẹp, máy số ngon, gầm bệ căng, nội thất da thì gần như là mới tinh luôn. Đấy, tất cả nội thất ghế nỉ của xe này còn mới nhá, bọc da thì đẹp này. Và con này thì bọc hẳn bằng bộ da lông Rudia, thì cái bộ là da này cũng rơi vào tầm khoảng 5 củ, 4 củ rưỡi. Đấy, cũng khá là đắt tiền luôn. Đấy, các bác nhìn này, nội thất tươi này, máy gầm chất. Và con này thì được cái máy ngon gầm thì đây, quay luôn cho các bác này. Đấy, có nhìn gầm nhỉ, và gầm xe khá là sáng sạch. Đấy, và đặc biệt là chiếc xe này thì có đèn nổ start top thông minh nhá. Vâng, đèn nổ thông minh, dòng này thì chạy rất là ổn luôn. Phần bàn đạp chân phanh chân ga chân côn của xe thì trông vẫn còn tương đối. Vâng, và xe thì theo đồng hồ công tơ mét là lăn bánh là 22 vạn rồi. Đấy, cũng không phải là ít đâu. Đấy, được cái là chất của xe thì khá là ngon. Em đài nổ cho các bác xem này. Đấy, máy đề rất là ngon. Lúc nãy thì em chạy ra đấy thì các bác có thể nhìn là nội thất này, tươi này, trần da rất là đẹp, không phải như trần nỉ nữa nhá, trần da rồi. Đấy, và màn hình có kết hợp cả camera lùi cho các bác. Đấy, camera lùi có luôn này. Đấy, điều hòa thì mát lạnh luôn nhá, con này thì điều hòa cực mát luôn. Đấy, rất là êm, xe cứng cáp. Thực sự với cái tầm tiền này thì em nghĩ rằng là với Moling i10 thì không có tuổi gì luôn. Đấy, kiểm tra cho các bác phần đèn, nếu đúng như lời em nói thì là cái đèn của xe phải nói là thuộc dạng cực kỳ sáng luôn. Đây các bác nhìn này, đèn led công suất cao này. Đấy, các bác nhìn ạ, và cực kỳ sáng luôn, ban ngày mà nó đã sáng trắng như này rồi. Đấy, cái này là chủ độ lên đấy các bác nhá. Thế còn đèn gầm ở dưới đây, gầm dưới, đèn gầm dưới này. Đấy, đèn gầm dưới công suất nhỏ nhưng mà đèn vẫn cũng rất là đẹp và mới, màu đèn này căng và không có lỗi lầm. Còn cản trước thì đã xì tốt xì tát rồi, cái này thì bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Với một mẫu xe mà được đến hơn chục năm tuổi rồi thì cái mẫu xe này cũng là một mẫu xe lựa chọn cực kỳ tốt cho các bác. Với khoang động cơ của chiếc xe sử dụng động cơ 12 van máy 1.1, mức tiêu thụ nhiên liệu con này 4 máy nha các bác nhá, mức tiêu thụ 5 lít trên 100 cây, thì cái mẫu xe này là một mẫu xe chạy khá là ok luôn. Con này thì máy đã ra rồi các bác nhá, làm rồi nhưng mà hơi thừa này, gần như là không có gì luôn, không có một chút hơi thừa nào luôn với cái cỗ máy này. Còn dầu mỡ của xe thì khá là vàng, dầu mới vàng óng luôn. Đấy, sạch sẽ như thế này, máy khô sạch sẽ, không có dầu mỡ bám xung quanh, không có ngấm dầu. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, máy rất là khô và chạy rất là êm luôn. Dòng này thì nó chạy bền lành rồi, thế nên là các bác về chỉ việc đi thôi, hệ thống trợ lái dầu đầy đủ. Đấy, ở bên này đầu sườn này các bác nhìn này. Đấy, sườn đầu ngang này không có lỗi lầm, bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng rồi. Các bác về các bác chỉ việc đi thôi. Đấy, đồng sơn đẹp rồi nhá. Vâng, con này trước nó là màu vàng nhưng mà vàng vàng nhạt, còn bây giờ là đã được xì tốt xì tát sang màu vàng đậm rồi, vàng cam. Thế rồi khi mà dùng cái màu này á thì cái tông màu nó nổi lên, xe nó đẹp hơn. Đấy, tội gì không mua một chiếc xe giá rẻ chỉ hơn 100 triệu đồng ạ. Vâng, những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô đến xem xe và thẩm nghiệm một chiếc Hyundai Getz đời 2009, máy gầm ngon, sơn si tôn vỏ căng, nội ngoại thất đẹp và nội thất ghế nỉ còn zin nguyên. Đấy, các bác nhìn này, đẹp như thế này không mua thì để làm gì, gầm sàn này không có mục mọt gì cả. Vâng, và bao cam kết cho bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước và pháp lý chuẩn chỉ, sang tên đơn giản, hàng ngon. Vâng, máy bổ rẻ luôn nhá, tappi tắp biếc các thứ đầy đủ, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, xe cực kỳ chất luôn. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe ngon lành, bổ rẻ tại Vũ Duy Ô Tô. Em Vũ Duy Ô Tô chuyên những cái dòng xe lằng nhằng và khu khoang. Cảm ơn các bác. Làm tí nhạc thử xem. Quên, không có USB cắm vào.
Đây có đây rồi.